Chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cách để cài đặt một chiếc Blackstack 4 bản phiên bản nội địa. Cách để có thể cài được CF Play tiếng Việt trong phần ứng dụng, cũng như là các cái mẹo để cài đặt chiếc máy này. Đầu tiên, để cài CF Play thì anh em sẽ tải cho mình một cái file. Một cái file mình sẽ để cho dưới link mô tả anh em nhé, cái file của CF Play. Sau khi tải xong vào máy thì mình sẽ vào cái phần File Manager, kéo đến cuối cùng. Đây là cái file mình đã tải sẵn ở trong máy bạn nhé, thì mình click vào trong giải nén. Ok, sau khi giải nén xong thì mình sẽ cài đặt các cái file của dịch vụ Google. Ok, vậy là anh em đã có cho mình là CF Play của chiếc máy. Sau đó mình sẽ đăng nhập tài khoản Gmail. Ok, anh em có thể thấy trong phần ứng dụng này tất cả đều là tiếng Anh. Vậy để chuyển tiếng Việt thì mình sẽ tải cái phần Set Edit. Anh em tìm cho mình là Set Edit. Nghe phần đầu tiên anh em nhé. Sau đó Install. Open. Sau đó mình sẽ kéo xuống cái phần anh em nhìn thấy sẽ khá rắc rối, nhưng mà mình chỉ cần tìm đúng cái từ khóa, đó chính là đây, anh em thấy cái phần System Local à, mình click được đây. Sau đó là Edit Value. Sau đó mình sẽ chỉnh cho mình là cái này. Đây, anh em sẽ ghi cho mình rồi nhé. Sau đó xếp trên. Rồi ok, mình sẽ thoát ra ngoài. Đến phần này thì mình sẽ reboot lại chiếc máy. Ok anh em, đây anh em thì thấy là các phần công cụ này, cũng như là cái phần kéo dưới phần mô tả đã có Việt hóa. Đây, đã có Việt hóa được bên trong tiếng Việt. Đây anh em thì phần xem phần là CF Play. CF Play. Đây, đã có tiếng Việt đây rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ là cài cái phần bàn phím Google. Cho anh em nào mà không thích cái phần mà bàn phím tiếng Trung Quốc ở trên máy, mình sẽ vào phần gì tìm trên là Gboard. Ok, bàn phím Google. Nhấn kéo. Ok, anh em sẽ vào cho mình phần setting này. Sau đó sẽ tìm cho mình cái từ khóa đó chính là gì. Đây, anh em sẽ ghi vào cái phần mà Manage Keyboard. Rồi ok. Sau đó mình sẽ mở cái bàn phím lên đây. Tắt bàn phím tiếng Trung Quốc đi. Sau diện này thì mình sẽ tùy chọn vào thêm tiếng Anh anh em nhé. Vì nếu ok, xong. Anh em thì vào xem đây, mình sẽ có bàn phím tiếng Việt rồi. Ok. Tiếp theo đó thì để cho tránh cái việc sử dụng chiếc máy nó bị lỗi phông, thì anh em sẽ cài cho mình một cái phông nữa. Đây,
mọi người sẽ vào setting, sau đó phần deep play, sau đó kéo mình phần phông. Phông chữ ở đây đang ở default thì anh em phải vào phần file more, sau đó ấn search. Search đây thì anh em sẽ tìm cho mình cái từ là auto. Ok, click ở đây, download và apply thôi là anh em sẽ có cái phông chữ chuẩn. Ok, thêm phần nữa này mình hướng dẫn anh em là khi rất nhiều anh em là sẽ dùng khó chịu chiếc máy, khi mình vuốt sang bên này thì sẽ có cái phần là các cái trang tạp chí của Google, của bọn Trung Quốc. Thì để tắt cái này thì anh em rất đơn giản thôi, mình vào phần setting, phần có dấu răng cưa ở đây rồi, sau đó mình sẽ tắt hết cái phần này. Ok, tắt hết cái phần này rồi thoát ra. Đấy, anh em thấy nó sẽ xảy ngắn gọn này thôi, không gây vướng mắt quá nhiều. Và vuốt lên thì nó sẽ không có các cái dòng Trung Quốc quá nhiều như trước. Rất nhiều anh em mới sử dụng BlackSat thì sẽ chưa biết cách sử dụng hai phím trigger trên chiếc máy này. Hai chiếc máy này sẽ có hai phím trigger. Cách cài đặt các phím trigger này cũng rất đơn giản thôi. Anh em đầu tiên là khi chơi game thì sẽ vào cái phần subspace của BlackSat. Sau đó anh em vào một tựa game bất kỳ trên chiếc máy. Rồi ok, sau đó thì mình sẽ vuốt ở bên thanh bên phải của chiếc máy. Rồi sau đó mình sẽ vào phần master control. Đây hai phím master, phím B sẽ là biểu phím bên phải, còn phím A sẽ là phím bên trái. Đây, anh em có thể chọn những phần bất kỳ vị trí nào để tiện cho mình chơi game nhất có thể. Ok, anh em phải giữ lại để tắt máy. Ok, và đó là tất cả các cái tính năng, các cái phần mà mình muốn giới thiệu anh em để cài đặt một chiếc BlackSat khi mình mới mua. Còn rất nhiều các tính năng khác thì nếu anh em nào trong quá trình sử dụng mà cần hỗ trợ thì có thể comment phía bên dưới để mình hỗ trợ anh em. Đặc biệt là chiếc BlackSat này thì anh em sẽ luôn để cho mình các ứng dụng chạy ẩn là Facebook Messenger cũng như Zalo để tránh trường hợp bị miss thông báo anh em nhé. Đây là một mẹo dùng nhỏ của mình trong quá trình sử dụng chiếc BlackSat 4.